Xin chào các khán giả, chúng tôi hiện đang ở tại cuộc thi đấu trường ẩm thực. Đứng sau lưng tôi là ba siêu đầu bếp. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của họ hôm nay. Đầu bếp đã đến. Thần bếp. Vua cá Đông Hải, xin thần bếp chỉ giáo. Vua chiên Nam Cương, xin chỉ giáo. Vua rau Bắc Cảnh, xin thần bếp chỉ giáo. Thần bếp, nghe nói tay nghề nấu ăn của anh là số một thế giới, đã kéo dài 10 năm, không ai có thể địch nổi. Hôm nay, nếu anh không thể tìm ra lỗi gì trong món ăn của chúng tôi, vậy thì chuẩn bị thoái vị nhường ngôi đi. Nói hay, xin mời. Sử dụng cá mẻ thắt kết, cá hoa ban và 9 loại cá khác, mỗi loại 9 con, lấy phần bụng ngon nhất. Nấu trong 3 ngày 3 đêm, tươi. Thực sự là tươi ngon nhất trong các loại tươi, biết là tốt rồi. Đáng tiếc thật, công điểm. Cái gì? Tại sao? Vì món cá này mà giết nhiều cá như vậy, ở đây, bốc mùi hôi thối. Làm gì vậy? Coi đây là bãi rác à? Hôi muốn chết, công điểm. Anh! Cơm chiên vàng, dùng bào ngư hảo hạng và tổ yến, ép nước mà thành, tưới lên cơm. Thật là một cơm chiên vàng đây, nhưng thật đáng tiếc, công điểm. Dựa vào đâu? Chẳng lẽ không ai nói cho anh biết, cơm chiên này phải dùng cơm nguội sao? Vua xào. Cái gì vậy? Cắt sợi lòng già chín chuyển, có sáng tạo. Nhưng tôi muốn hỏi một chút, cắt sợi này của anh là cố ý hay là vô ý? Cố ý. Tô lòng heo 9 lần này của tôi dùng kỹ thuật dao tuyệt đỉnh nhất, cắt nhỏ thành sợi, để lòng heo có thể tiếp xúc đầy đủ với vị giác của thực khách. Hương vị làm say đắm lòng người, không có gì sơ hở, anh không thể tìm ra lỗi. Chả trách. Cắt mỏng thế này, chưa rửa sạch. Làm gì vậy? Để thực khách ăn phân lợn không? Công điểm. Công. Thần bếp. Sư phụ, ngài thật uy phong. Chỉ là một lũ hề, thu hút sự chú ý mà thôi. Chỉ biết khoe kỹ thuật, nhưng không biết tôn trọng nguyên liệu. Thật sự làm tôi rất thất vọng. Đi thôi. Vâng. Đường Long, tôi quyết định rồi, cong đao 3 năm. Đi tìm kiếm chân lý của nghệ thuật ẩm thực, khách sạn này. Giao cho con quản lý nhé. Sao có thể được chứ, sư phụ, người mới mãi là thần bếp. Đến rồi, sư phụ. Đây là đâu vậy, có phải đến nhầm chỗ không? Không nhầm đâu. Đến rồi. Con đường Hoàng Tuyền. Vì đã mệt rồi, từ giờ hãy nghỉ ngơi mãi mãi nhé. Ta chính là thần đầu bếp. Tiêu Đại Bảo. Tiêu Đại Bảo. Tinh Tinh. Tiêu Đại Bảo, tôi tốt bụng nhật cậu về, không phải để cho cậu ngủ đâu. Cuộc thi nấu ăn sắp bắt đầu rồi, cậu còn không mau đi chuẩn bị. Cuộc thi nấu ăn. Chán quá. Cậu còn dám coi thường cuộc thi nấu ăn. Sẽ có cơ hội gặp vị thần đầu bếp truyền thuyết. Thần đầu bếp. Tôi chính là thần bếp. Đại tiểu thư, lại chơi với người đó rồi. Thật không hiểu nổi. Một người phụ bếp lại còn dễ thương nữa, mà có thể đi gần gũi với đại tiểu thư như vậy. Cậu ấy không biết đại tiểu thư là đối tượng thầm yêu của sư huynh đấy. Người thầm yêu của đại sư huynh. Cậu nhóc đáng yêu này ngày nào cũng chỉ biết nhìn chăm chú vào nam tinh. Đại tiểu thư, sao lại nói chuyện với một cậu nhóc đáng yêu? Chỉ dựa vào cậu ta thôi sao? Cũng xứng tham gia cuộc thi nấu ăn. Tôi dựa vào đâu mà không xứng? Anh không cho tôi đi. Anh là một nghệ sĩ lang thang. Nếu không có tiểu thư tốt bụng thu nhận anh thậm chí không xứng để cắt rau. Nếu anh có thể tham gia cuộc thi nấu ăn, tôi sau này tên đọc ngược lại. Không tốt rồi. Phó Vương đột nhiên từ chức không làm nữa. Sư phụ nói phải từ nhà bếp chọn một người đi tham gia cuộc thi nấu ăn. Gì cơ? Là thật sao? Cuộc thi nấu ăn sắp bắt đầu rồi. Người được chọn ban đầu vẫn thiếu một người. Ai trong các con muốn thay thế?
Bố, hay là để đại bảo thử đi. Nhanh mà tốt, chắc chắn không thành vấn đề. Sư phụ, anh ấy chỉ là người phụ bếp, chắc chắn không được đâu. Ai, chà, cậu à, chuyện này không liên quan tới cậu, mau ra ngoài đi. Tinh Tinh, anh ấy làm em sợ, cậu. Đủ rồi. Tiêu Đại Bảo, cậu thử cắt miếng đậu hũ xem. Nhanh lên. Đại Bảo, sao cậu vẫn chưa cắt xong vậy? Cắt miếng đậu hũ, mài mài rũa rũa, thật là dễ thương. Được rồi. Đậu hũ tơ. Không tệ. Người thay thế chính là cậu. Sư phụ, cuộc thi nấu ăn này liên quan đến chúng ta, thể diện của nhà hàng Thanh Vân. Để một cậu nhóc đi, có phải là hơi quá trẻ con không? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, không lo được nhiều thế đâu. Mấy đứa, thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Còn cậu nữa, thu dọn đồ đi. Đưa Tiêu Đại Bảo qua đây. Vâng. Đại Bảo, vậy chúng tôi đi trước đây. Tôi đi trước đây, đừng quên tắt bếp gas giờ nhé. Được. Mũ của tôi đâu rồi? Đúng rồi, anh ấy vừa nói gì nhỉ? Thôi kệ đi. Đi trước đã. Chờ đã, cậu chưa thể đi được. Sư phụ đã nói, trước khi thi đấu phải chuẩn bị nguyên liệu, cậu phải xử lý hết những nguyên liệu này, rồi mới được đi, hiểu chưa? Hiểu không? Cắt thì cắt. Đến cả cậu cũng xứng tham gia cuộc thi nấu ăn à? Thành thật mà cắt sao đi. Mùi gì vậy? Kỳ lạ thế này. Thần bếp. Sư phụ, nếu đã mệt mỏi, thì sau này hãy nghỉ ngơi mãi mãi đi. Sau này, tôi sẽ là thần bếp. Tôi sẽ là thần bếp. Cuộc thi quan trọng như vậy, nhà hàng Thanh Vân của các người lại trì hoãn đến tận một tiếng đồng hồ. Đây là không xem trọng trọng tài như tôi, đặt trong mắt. Lục lão, có phải có hiểu lầm gì không? Cái này vừa hay đúng 10 giờ, chúng tôi rất đúng giờ. Thời gian thi đấu là 9 giờ. Tôi đã thông báo cho mọi người từ trước. Các người không nhận được thông báo à? Thời gian thi đấu. Ai đã thông báo vậy? Hình như là Phó Vương. Phó Vương Diêu Khôn. Sư huynh à, sao huynh lại bất cẩn thế? Một cuộc thi quan trọng như vậy mà huynh lại rút lui. Đúng rồi, tôi giới thiệu cho huynh một người, một đầu bếp tôi mới nhận. Vương đầu bếp. Vào đi. Thì ra là các cậu đang giở trò sau lưng. Chính các huynh tự vi phạm quy định, liên quan gì đến tôi? Lục lão, theo quy định, có nên hủy bỏ không tư cách tham gia của họ? Lục lão, chúng tôi bị gài bẫy, xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội. Tưởng sư phụ, tôi với tư cách là trọng tài, phải làm việc theo quy tắc. Theo quy tắc, trừ khi ông chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu trong vòng 10 phút. Nếu không, tôi chỉ có thể hủy tư cách tham gia của ông. Gì? 10 phút? Thế này, xử lý nguyên liệu tại chỗ, ít nhất cần 1 tiếng. 10 phút? Đây không phải là làm khó người ta sao? Tiêu Đại Bảo đâu? Không phải nguyên liệu do cậu ấy chuẩn bị sao? Sư phụ, Tiêu Đại Bảo cậu nhóc đó đến muộn. Đến giờ vẫn chưa đến à? Cái gì? Cậu Tiêu Đại Bảo này còn lùi lại. Sư phụ tin cậu ấy như vậy, mà cậu ấy lại thất bại vào thời điểm quan trọng. Có người muốn tính kế với chúng ta, không trách được người khác. Không kịp rồi. Sư huynh à, tôi nghĩ huynh vẫn nên dẫn người của mình. Đi thôi. Khách sạn Thanh Vân nổi danh, lại bị loại vì đến muộn. Ngày mai sợ sẽ lên trang nhất.
khách sạn Thanh Vân, thương hiệu của nhà hàng số 1, không thể giữ được rồi. Nếu đã như vậy, tôi có thể công bố. Khoan đã. Đại Bảo, không ngờ mình ngốc nghếch suốt 3 năm, nhờ có Giang Nam Tinh cứu mình, lần này, coi như mình trả ơn. Tiêu Đại Bảo, chẳng phải anh ta bị khóa lại rồi sao? Đại Bảo, đây là... Sư phụ, đây là nguyên liệu thầy bảo con chuẩn bị. Trời ơi, không chỉ có rau tươi, mà đến cả sườn khó xử lý nhất, chân giò, hải sản cũng đã xử lý xong. Đại Bảo, cậu thật là tuyệt vời. Tiêu Đại Bảo, thời gian ngắn như vậy, cậu đã làm thế nào? Được vậy, tôi đã tìm thấy nó trong tủ lạnh, có thể là phần còn lại, sau khi dùng xong trước đó. Thì ra là vậy. Xem ra, ngay cả ông trời cũng đang chiếu cố khách sạn Thanh Vân chúng ta. Đại Bảo, lần này, thật may mắn nhờ có cậu, người này đúng là gặp vận may, khiến cậu ta nổi bật một lần. Hừ, nếu không phải cậu ta làm hỏng việc, chúng ta đâu cần dùng nguyên liệu không tươi này để thi. Tôi nói cho cậu biết, lần thi này mà có gì trục trặc, tôi sẽ hỏi tội cậu. Được rồi, ít nhất cũng có tư cách tham gia thi, cũng tạm dùng đi. Không đúng rồi, vết cắt này, độ tươi mới này, rõ ràng là vừa mới xử lý xong. Sao vậy bố? Không sao. Ông Lục, nguyên liệu của chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Có thể bắt đầu được chưa? Được, vì tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong, tôi xin thông báo. Nhà hàng Thanh Vân có thể tiếp tục thi đấu. Khoan đã. Tôi không phục. Thầy Diêu, ông còn điều gì muốn nói không? Dù sao đi nữa, là khách sạn Thanh Vân vi phạm quy tắc trước. Không thể dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy. Ông muốn làm thế nào? Tưởng Quốc Hào, tôi muốn huynh dùng danh nghĩa nhà hàng Thanh Vân là tử lầu truyền đời làm tiền cược. Ngay tại hội thi ẩm thực này, thi đấu với tôi. Phong đao bổ. Gì cơ? Phong đao lôi. Bố, phong đao lôi là cuộc thi đầu bếp khốc liệt nhất. Người thua phải tự chặt một cánh tay, từ đó rời khỏi giới đầu bếp, không bao giờ làm bếp nữa. Người không thể đồng ý. Diêu Khôn, cậu có nghiêm túc không? Sư huynh, năm đó sư phụ quyết tâm truyền lại nhà hàng Thanh Vân cho huynh, còn nói chỉ có huynh mới có tư cách kế thừa nhà hàng số 1. Tôi, Diêu Khôn, không phục. Hôm nay tại buổi phát sóng này, tôi muốn chứng minh rằng người thừa kế vị trí số 1 chính là tôi. Được. Nếu đã như vậy, những ân oán trước đây, hôm nay cùng nhau giải quyết. Tôi đồng ý. Được. Cũng tốt. Tôi sẽ làm một nhân chứng. Trận đấu hôm nay, nhà hàng Thanh Vân và nhà hàng Hoa Long lấy danh hiệu nhà hàng số 1 làm cược, tiến hành phong đao phát sóng. Bố, chắc chắn Diêu Khôn đã chuẩn bị trước. Bố tuyệt đối không thể đồng ý. Đã có người cố ý tính toán, chúng ta cũng không thoát được. Nhà hàng Thanh Vân chuyển qua bao năm, danh hiệu nhà hàng số 1 không thể bị hủy hoại trong tay ta. Tôi tuyên bố cuộc thi nấu ăn trận chung kết khu vực Thanh Châu bây giờ bắt đầu. Vòng này, so tài về kỹ năng cơ bản xử lý nguyên liệu, đánh tay thịt bò. Cho các bạn 15 phút để xử lý thịt bò. Sau 15 phút, bên nào làm ra viên bò viên dai hơn, bên đó thắng. Sư huynh, đối đầu với tôi là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của huynh. Kim Lăng Ngưu Gia Ngưu Hùng, xin chỉ giáo. Ngưu Hùng, đầu bếp cựu tuyển thủ quốc gia, con trai của Ngưu đại sư. Ngưu Hùng rất lợi hại hả? Truyền nhân đời thứ 6 của nhà họ Ngưu ở Kim Lăng. Nhà họ Ngưu ở Kim Lăng nổi tiếng với việc nặn bò viên bằng tay. Năm đời tổ tiên đều là đầu bếp hoàng gia. Nói về tài nấu ăn, nhà họ Ngưu không nổi bật, nhưng kỹ thuật làm bò viên thủ công toàn đại hạ quốc, không ai địch nổi. Tiêu rồi.
kỹ thuật nấu ăn của chúng ta, tốt nhất là đại sư huynh, có thể tự tay làm viên bò, là tuyệt học tổ truyền của người ta. Đại sư huynh cũng chưa chắc có thể thắng đâu, tổ truyền thì đã sao? Sư phụ, cho con lên trận đầu đi, tôi có tự tin đánh bại anh ta. Đúng vậy, sư huynh là người tốt nhất cho vị trí này. Không không không, chọn tôi, hãy để tôi lên. Cậu à, chuyện vừa rồi đi trễ, vẫn chưa tính sổ với cậu đâu, đừng gây rối ở đây, được. Trận đầu tiên, đại bảo đi. Ơ, gì vậy, sư phụ lại phái cậu ta đi, cậu ta chỉ là một nhân viên phục vụ, người chuẩn bị món ăn đấu với con của cao thủ quốc gia, chẳng phải là trò cười sao? Tôi hiểu rồi, đây chắc chắn là kế hoạch của sư phụ, kế sách thi ngựa của Điền Kỵ, lấy ngựa hạng kém đổi lấy ngựa hạng tốt, dùng một người chuẩn bị món ăn để đánh bại cao thủ quốc gia của đối phương, để đại sư huynh giữ vững thực lực. Ê, đồ to xác, anh khỏe quá nhỉ? Một cậu nhóc, cậu là ai? À, tôi à? Nhà hàng Thanh Vân, nhân viên phụ bếp. Một cậu nhóc phụ bếp. Thật vô lý, các ông nhà hàng Thanh Vân, thật quá coi thường người khác rồi. Tưởng Quốc Hào, huynh lại cử một cậu nhóc đến tham gia thi đấu à? Nhà hàng Thanh Vân này, đến tay huynh, thật sự là tệ rồi. Hãy để tôi dạy dỗ cho cậu nhóc này. Tôi muốn khiến họ mất hết thể diện. Đại bảo, ừ, con cẩn thận một chút. Tại sao? Tinh Tinh, nếu anh thắng thì sao? Em có thể thưởng cho anh không? Toàn nói linh tinh. Nếu anh có thể thắng, em đồng ý mọi thứ, thật sao? Lát nữa nếu thắng, em có thể hôn anh một cái không? Cậu còn tâm trí, để tán tỉnh. Cậu nhóc, lát nữa tôi sẽ làm cậu thua, khóc cha gọi mẹ. Như cậu thế này, tôi có thể đánh gục 10 người bằng một cây gậy. Như Hùng quả không hổ danh tuyệt kỹ nhà Ngưu. Như Hùng đã luyện tuyệt chiêu đánh thịt bò này, đến mức xuất thần nhập hóa, sức mạnh thật khủng khiếp. Quả thật, chỉ là một cỗ máy hình người. Anh ấy đang làm gì nhỉ? Sao không có động tĩnh gì cả? Chết rồi cái cậu nhóc này, không phải bị khí thế của Ngưu Hùng dọa cho ngốc rồi chứ? Tôi đã nói rồi, cậu ấy không ổn. Đại bảo, thịt bò băm tay, tất nhiên là phải dùng gậy rồi. Anh đang làm gì vậy? Anh đang mát xa mà. Mát xa cho thịt bò. Đáng yêu thật, lại có thể nghĩ ra được. Sư phụ, hãy nhìn xem, đây chính là kết quả của việc người chọn. Cái cậu nhóc này thay vì chọn con ra sân, còn lại hai trận, chỉ có thể dựa vào con để xoay chuyển tình thế thôi. Được, trận này hoàn toàn không có khó khăn gì à? Nhìn cái cậu nhóc kia, bây giờ vẫn còn ở đó, thẫn thờ đấy. Tiêu Đại Bảo, cậu làm gì ở đây vậy? Mất mặt quá, nhanh chóng xuống đi, còn lần cuối nữa. Khí thế của anh ấy hình như đã thay đổi. Đây là nội lực. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh thật mạnh mẽ. Sức mạnh này, chẳng lẽ là của anh ấy đó? Nội kình. Đây là nội kình. Cảnh giới cao nhất của việc đánh viên bò bằng tay. Tôi còn tưởng điều này chỉ là truyền thuyết, nhìn thì có vẻ đánh nhẹ nhàng mỗi lần. Thực tế chứa đựng sức mạnh kinh khủng. Thịt bò viên làm ra như thế này, rất dai và giòn, đầy sức nhai. Không thể nào. Thịt bò viên cậu làm, chắc chắn không ngon bằng của tôi đâu. Người to lớn không tin à? Vậy thì thử xem thì biết. Trời ơi, đây chính là nội lực, sức mạnh đáng sợ quá. Khi nào ở Thanh Châu xuất hiện người như vậy? Tôi tuyên bố, trận đấu thứ nhất, Tiêu Đại Bảo thắng. Tuyệt quá. Đại Bảo, không ngờ anh còn có chiêu này. Chỉ là dùng sức mạnh thôi mà, đối với một đầu bếp mà nói, quan trọng nhất là tay nghề nấu ăn, chỉ có sức mạnh thì cả đời cũng chỉ là người phụ bếp. Đại sư huynh nói đúng, nếu không thì tại sao Tiêu Đại Bảo vẫn là người phụ bếp? Như Hùng,
Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi không biết mà. Nội kình là cảnh giới cao nhất của việc đánh thịt bò viên. Ngoài tổ tiên đời đầu của nhà Ngưu chúng tôi, không ai có thể đạt được. Trừ khi anh ta đạt đến cảnh giới của thần đầu bếp, nếu không, không thể nắm vững. Tôi không quan tâm. Mỗi trận đấu tiếp theo, tôi đều phải thắng. Đừng nghĩ là do may mắn mà bảo vệ được thương hiệu nhà hàng số 1. Cho các ngươi đắc ý một chút. Lát nữa, tôi nhất định sẽ khiến các ngươi không thể cười nổi nữa. Ha ha ha. Tôi tuyên bố, vòng thi thứ 2 bắt đầu. Nội dung thi: xào nấu. Vòng thi thứ 2 là xào nấu. Đó chẳng phải là sở trường của đại sư huynh sao? Ai mà không biết đại sư huynh xào nấu giỏi. Vòng này đại sư huynh chắc thắng rồi. Sư phụ Hoàng, giao cho cậu rồi. Hãy dạy cho chúng một bài học thật đau. Rõ. Hoàng Mỗ đã ẩn lui nhiều năm, lâu lắm rồi chưa gặp một cao thủ nội lực lợi hại như vậy. Vị tiểu huynh đệ này chắc không phải là thần lực bẩm sinh chứ. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ có sức mạnh thôi. Vẫn không thể thắng được tôi. Các cậu, hãy cử một người biết nấu ăn ra đi. Người này là ai vậy? Kệ anh ta là ai. Đại sư huynh mới là vua đầu bếp của Thanh Vân được công nhận. Đối phó với hắn vẫn dư sức. Sư phụ, cho con lên đi. Sư phụ, người này rất lợi hại. Lợi hại gì chứ? Đối với thiên tài như con, hắn đương nhiên lợi hại rồi. Với tôi mà nói, gà đất chó sành. Ê, tôi đến đấu với cậu. Tôi tuyên bố, trận đấu thứ 2 bắt đầu. Không ngại nói cho cậu biết, hôm nay tôi sẽ làm món ăn này, là kỹ năng nổi tiếng của tôi, xào cua. Tôi khuyên bạn nên sớm nhận thua đi. Được thôi, đã vậy anh làm cua, chúng ta sẽ quyết đấu cao thấp. Dùng nội lực để thúc đẩy ngọn lửa. Thủ pháp này sao mà quen thuộc thế? Giả thần giả quỷ. Rượu Hoàng, ta nhớ ra rồi. Người này chính là Hỏa Vân Tà Thần. Hoàng Lỗi Lỗi. Hoàng Lỗi Lỗi là người nào? Sao chúng ta trước đây chưa từng nghe nói đến? Người này từ 10 năm trước đã bị hội đầu bếp cấm cửa rồi. Các con không biết anh ta cũng là điều bình thường. Lý do bị cấm cửa là vì người này đam mê thách đấu nấu ăn với người khác và thủ đoạn thắng lợi cực kỳ bỉ ổi. Người này có hai tuyệt kỹ lớn, một là dùng nội lực để kích động ngọn lửa, hai là dược lý học. Anh ta giỏi thêm các thành phần kỵ dược tính vào món ăn của đối thủ. Những món ăn nấu theo cách này sẽ làm hỏng vị giác của giám khảo. Chỉ cần giám khảo ăn món của anh ta sẽ không thể nuốt trôi các món khác của người khác và đồng loạt cho điểm thấp. Người này dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, dù đối thủ nấu ăn ngon đến đâu cũng sẽ thất bại. Vì vậy, người ta gọi anh ta là tà thần nhà bếp. Chỉ cần phục vụ món ăn trước anh ta là được rồi. Vô ích thôi. Người này kỹ năng kiểm soát lửa rất giỏi. Khi anh ta xào nấu, sẽ thêm rất nhiều rượu vàng. Như vậy, có thể tăng cường ngọn lửa, tăng tốc độ lấy ra khỏi chảo. Dù là đầu bếp xuất sắc nhất, cũng không theo kịp tốc độ nấu của anh ta. Nếu vậy, đại sư huynh chẳng phải thua chắc rồi sao? Tống Hạ, nhanh lên, tăng tốc độ. Nhất định phải phục vụ món ăn trước anh ta. Không sao đâu sư phụ, món này của tôi, quan trọng là thấm gia vị. Để 10 phút cũng không sao. Lần này, tôi chắc chắn sẽ thắng. Tôi đã xào xong rồi, mời giám khảo thưởng thức. Được. Đừng. Sư phụ tưởng, thầy đang làm gì vậy? Gây rối cuộc thi, nhưng sẽ bị xử thua đấy. Lục lão, không thể ăn được. Tại sao không thể ăn? Chẳng lẽ trong món ăn của anh ấy, chẳng lẽ có độc sao? Đúng vậy. Sư phụ Hoàng là tiền bối trong ngành ẩm thực. Chẳng lẽ còn có thể bỏ độc vào thức ăn này à? Tóm lại, thật sự không thể ăn đâu. Hay là, đợi đệ tử của tôi nấu xong đã, chúng ta lại nói. Hừ sư huynh, cuộc thi nấu ăn, ai lên trước người đó thử trước, đó là quy tắc. Sao thế? Các người nhà hàng Thanh Vân không chơi nổi à? Đúng vậy, người ta nấu nhanh, dựa vào gì phải đợi các người? Các bạn nhà hàng Thanh Vân không chơi nổi à? Không sao đâu, sư phụ,
Tay nghề của đại sư huynh ngài còn không rõ sao, để họ trước. Nói đúng rồi. Ai nói khách sạn Thanh Vân chúng ta không chơi nổi, để anh ta trước. Ừm. Tốt. Món cua thì đấu. Tươi ngon mềm mịn. Hương vị tuyệt vời. Hỏng rồi. Đừng lo, sư phụ. Nhanh thì có ích gì chứ. Ngon mới là vương đạo. Tôi không tin đâu. Một con cua giả cũng có thể vượt qua tôi. Thật là cua. Xong rồi. Lục lão. Xin mời thưởng thức. Được, tôi sẽ thử. Không tốt. Không thể để giám khảo ăn cua của Tống Hạ. Như vậy dược lực sẽ xảy ra phản ứng. Trừ cua của Hoàng Lôi Lôi, của người khác đều không ăn được. Cuộc thi sau của chúng ta chắc chắn sẽ thua. Đừng. Á ba. Ông già. Đừng lo chuyện bao đồng. Nhanh ngăn cản anh ta. Lục lão. Món cua này của tôi thật sự là tuyệt phẩm của Thanh Vân. Tôi tin rằng sau khi ngài nếm thử sẽ không bao giờ quên. Được, để tôi thử xem. Xong rồi. Xong đời rồi. Tiêu Đại Bảo, cậu làm gì vậy? Lúc nãy tôi thấy cậu nấu ăn. Không cho muối, tôi cho cậu một chút xíu. Chỉ một chút xíu thôi, tôi là vua xào xào. Tôi không biết đã cho muối chưa. Món của tôi bị cậu phá hỏng hết rồi. Ai à, chỉ cho một chút thôi. Không sao, có thể ăn được. Cho nhiều muối thế này, còn ăn được không? Chắc chắn không ăn được rồi. Đồ ngốc này, đây không phải cố ý gây rối sao? Ông Lục, ông đợi một chút. Tên ngốc này gây rối, tôi xử lý trước đã. Quy tắc là quy tắc. Đến giờ rồi, còn không để tôi ăn, trực tiếp phán thua. Được rồi. Cậu xào cua này, nghe có mùi thơm đấy, nhưng vị quá mặn. Rất tiếc. Tôi tuyên bố, vòng này, nhà hàng Hoa Long thắng. Cậu thật đáng ghét. Ban đầu tôi đã thắng rồi. Tiểu Bảo Tiêu đã cố ý gây rối. Tình huống ban đầu chắc chắn thắng, đều tại Tiểu Bảo Tiêu này. Thật là một con chuột làm hỏng cả nồi cháo. Tôi đi đây. Bố phải làm sao bây giờ? Ông Lục đã ân kiêu. Có phải là độc của Hoàng Lôi Lôi đã phát tác không? Không. Theo lý mà nói, ăn món của Hoàng Lôi Lôi, khứu giác và vị giác đều sẽ bị phá hủy. Nhưng ông Lục thì không. Chẳng lẽ nói là muối vừa mới rắc của anh ấy? Người đang nói rằng muối của Đại Bảo rắc đã làm hỏng món cua thi của Hoàng Lôi Lôi. Thật kỳ lạ. Cậu nhóc đó dường như biết. Chỉ có muối mới có thể phá được món cua của tôi. Không sao đâu. Dù sao vẫn còn trận thứ ba. Vì trận đấu hôm nay tôi đã bỏ ra không ít công sức. Có cậu ấy ở đây, trận đấu này tôi chắc chắn sẽ thắng. Tôi tuyên bố, trận thi đấu cuối cùng bây giờ bắt đầu. Trận đấu này áp dụng chế độ hợp tác, mỗi bên chọn hai người, hợp tác làm một món ăn, tiến hành thi đấu. Sư phụ Diêu có thể chọn người rồi. Chúng ta chỉ cần cử một người là đủ rồi. Người này là ai vậy? Sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Sao tôi thấy anh ấy quen quen? Tôi nhớ ra rồi, anh ấy là Vương Hải, đã đạt được chuỗi 18 trận thắng liên tiếp, ngựa ô siêu hạng trong giới ẩm thực, ứng cử viên sáng giá, cho chức vô địch cuộc thi nấu ăn lần này, hóa ra là anh ta. Những điều này chẳng là gì cả. Có lẽ các người còn chưa biết thân phận thực sự của Vương Hải. Là đại đệ tử cuối cùng của thần bếp đương thời Đường Long. Được mệnh danh là tiểu thần bếp. Truyền thuyết về tiểu thần bếp. Không thể nào. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta có thể may mắn thấy tiểu thần bếp nấu ăn, Đường Long. Diêu Khôn, đây là sự thật. Anh ấy thực sự là đệ tử của thần bếp. Đúng vậy. Tiểu chủ thần, là do tôi bỏ nhiều tiền mời về. Sư huynh hôm nay nha. Thua không oan. Không thể nào, sư phụ, Vương Hải là người đương nhiệm, môn đồ đóng cửa của thần chủ Đường Long, làm sao có lý do giúp Diêu Khôn chứ? Chẳng lẽ anh ta là giả? Thần chủ, danh hiệu của ông ta lừng danh thiên hạ, không ai dám giả mạo,
môn đồ của thần chủ. Tôi đắc ý cái gì chứ? Hôm nay dù thần đầu bếp có đến, tôi cũng muốn so tài với ông ấy, không được vô lễ. Có thể cùng đệ tử cuối cùng của thần đầu bếp so tài, đó cũng là vinh dự của lão phu. Đúng vậy, có thể thi đấu cùng tôi, thật sự là vinh dự lớn nhất trong đời ông. Tốt. Nhưng hôm nay tôi bị thương nặng, không thể tham gia thi đấu. Tôi sẽ để cho hai đệ tử của tôi thay tôi tham gia thi đấu. Tống Hạ, sư phụ, anh lên đi. Cảm ơn sư phụ, thầy yên tâm. Vừa rồi và nó đều bị cậu nhóc này ảnh hưởng. Tôi chắc chắn sẽ thắng vòng này. Này sư phụ, người khác người định chọn ai? Tiêu Đại Bảo, cậu có sẵn lòng không? Đại diện nhà hàng Thanh Vân của chúng ta thi đấu trận cuối cùng. Gì cơ, sư phụ? Cậu nhóc này vừa mới hủy một ván thắng chắc của chúng ta mà. Sao sư phụ lại chọn nó? Sư phụ không thể chọn nó được. Sao có thể giao tương lai của nhà hàng Thanh Vân cho một người? Cậu nhóc làm món ăn kèm đâu rồi? Sư phụ hãy suy nghĩ kỹ, ta chắc chắn. Đại Bảo, tôi cầu xin cậu giúp nhà hàng Thanh Vân chúng ta ra tay một lần nữa nhé. Được, con hứa với người. Tôi nói khách sạn Thanh Vân của các cậu thực sự là không có ai rồi à? Lại cử một nhân viên phụ bếp vả thần bếp nhỏ giao đấu à? Không sao, ai đến cũng giống nhau. Dù sao thì nhà hàng Thanh Vân chỉ mấy tên ngốc nghếch này, tôi còn chưa để vào mắt. Có thể bắt đầu chưa? Xem ra trận cuối này cũng chỉ có thể dựa vào tôi. Cậu nhóc ơi, còn không qua đây giúp một tay. Khoan đã, Tống Hạ, đưa dao cho Đại Bảo. Tại sao vậy? Sư phụ, trận đấu này con phụ trợ cho Tiêu Đại Bảo, cậu ấy mới là bếp trưởng. Cái gì? Sư phụ, người cho cái cậu nhóc này tham gia cũng được thôi, bây giờ lại còn cho làm bếp trưởng. Bố, người đã nghĩ kỹ chưa? Cho Đại Bảo làm bếp trưởng thật sự có ổn không? Trận thắng thua này không chỉ liên quan đến số phận của nhà hàng Thanh Vân. Nếu cược thua, người sẽ phải tự chặt cánh tay đấy. Sư phụ, thầy hồ đồ quá. Chọn một cậu nhóc làm bếp trưởng, ông ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi thấy ông ấy biết đối mặt với tiểu chủ thần chắc chắn sẽ thua, bắt đầu bỏ cuộc rồi. Tốt thôi. Sư huynh, tôi thật không ngờ giữa tôi và huynh ân oán nhiều năm như vậy, phải dùng cách buồn cười như vậy để giải quyết. Huynh à, đúng là già lú lẫn. Đại Bảo, nhờ cậy đấy, tưởng sư phụ tôi nên cảm ơn ông. Yên tâm đi, giao cho tôi, thật là nhàm chán. Trước sức mạnh tuyệt đối, hành động vừa rồi của các cậu thật nực cười. Bắt đầu đi. Cuộc thi thứ ba này, chủ đề là nấu canh, thời gian là 1 giờ. Tôi tuyên bố cuộc thi thứ ba bắt đầu. Cũng được, hôm nay để các cậu biết khoảng cách giữa người thường và thiên tài. Bắt đầu. Đây là tuyệt kỹ của thần bếp, thủ pháp phân cân sai cốt. Thật không thể tin nổi là có thể giữ nguyên vẹn cách xương gà khỏi thịt gà. Thật là kỳ diệu. Đây là trình độ của đệ tử thần bếp. Thật sự con người có thể làm được sao? Tôi tưởng rằng cách gia đình như chúng ta xử lý thịt bò đã đạt đến đỉnh cao rồi. Không ngờ rằng trước mặt chiêu thức phân cân thác cốt, tay của tôi làm thịt viên chẳng khác gì học sinh tiểu học. Ôi chao, tiểu đầu bếp thần thật là danh bất hư truyền. Không chỉ thủ pháp độc đáo mà món ăn này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Cụ Lục, đây chẳng phải là món gà lá sen bình thường sao? Sai rồi, đây là món gà lá sen thượng hạng, được cải tiến bởi thần bếp, có thể coi là tuyệt phẩm trong các món súp. Muốn làm được món gà lá sen này, không chỉ phải luyện phân cân thác cốt thủ, mà còn phải nắm vững nội công mạnh mẽ để khống chế ngọn lửa. Thế giới này ngoài thần bếp, tôi nghĩ chỉ có tiểu thần bếp mới có thể làm được thôi. Các bạn xem, cái cậu nhóc kia đang làm gì kìa, xem anh ta làm gì. Hoàn toàn lãng phí thời gian. Cậu à, cậu còn đứng đó làm gì? Người ta đã bắt đầu rồi. Ồ, có phải cố tình muốn chúng tôi thua? Tôi giống anh ấy mà. Phân cân sai cốt thủ, cậu thật là đáng yêu. Mọi người là tuyệt kỹ của thần bếp. Cậu không nghĩ rằng cậu có thể vừa học vừa áp dụng ngay chứ? Đừng nói nhiều, mau tránh ra, để tôi cầm chảo, biết đâu còn có thể thắng. Đừng vội. Anh à, tôi đã có sắp xếp riêng. Nào, cầm lấy. Làm gì đấy, bảo cầm thì cầm đi, có tác dụng riêng. Lắc lắc đi, tỉnh dự đi.
mày dám chỉ đạo tao làm việc, bảo cầm thì cầm đi, lắm lời thế, lấy hay không lấy. Cái cậu này, để tôi giúp cậu một tay, cậu đang mơ. Anh đang mơ đấy. Sư huynh, cậu dám đánh tôi, đánh anh thì sao? Tôi là một bếp trưởng. Bảo cầm thì cầm đi, nói nhiều làm gì, hãy ngoan ngoãn một chút, bây giờ là lúc nào rồi. Vậy mà Tiêu Đại Bảo vẫn còn quanh co. Tôi thấy đấy, khách sạn Thanh Vân lần này thực sự xong rồi. Tôi thấy, cái tên Tiêu Đại Bảo này, biết rõ mình không bằng ai. Bắt đầu đánh người để tỏ thái độ, thật là ghê tởm. Tiêu Đại Bảo, tôi nhịn cậu lâu rồi, tôi sẽ xử đẹp cậu. Đủ rồi. Sư phụ, trong bếp, bếp trưởng là lớn nhất, đây là quy tắc. Nhưng cậu ta, theo lời cậu ấy mà làm, được. Cậu nhóc, đợi đấy. Này, đầu bếp nhỏ chuẩn bị nấu rồi. Cái này, đây là điềm báo huyền thoại. Trong đài chim hướng về Phượng Hoàng. Trong đài chim hướng về Phượng Hoàng, nghe nói chỉ khi món canh gà thần tiên ra đời mới xuất hiện dị tượng này. Trời ơi, có thể tận mắt chứng kiến. Bách điều chiếu phụng truyền thuyết, tôi sống ba đời cũng đáng. Canh gà thần tiên, tuyệt đối là canh gà tiên phẩm. Chỉ cần ngửi một chút, cũng khiến người ta ba ngày ba đêm, không ăn không uống cũng không đói. Nếu có thể, nếm một miếng, không chỉ có thể trừ sạch bệnh tật trên người, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thì ra là canh gà tiên phẩm, lẽ nào lựa chọn của tôi thật sự sai rồi. Sư huynh, tiểu chủ thần đã nổi lửa rồi. Các người còn chần chừ gì nữa, chẳng lẽ muốn nhận thua? Tiêu Đại Bảo, lắc lâu như thế rồi, đủ rồi đấy. Đưa cho tôi đi. Tốt nhất là cầu cho rượu này có thể giúp cậu thắng, nếu không tôi sẽ giết cậu. Bố, Đại Bảo anh ấy thực sự có thể làm được không? Chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Hy vọng nguyên liệu cuối cùng có thể tạo ra điều kỳ diệu. Cậu ấy thực sự đã uống rượu rồi. Ý của cậu là sao? Tôi đã lắc lâu như vậy, cậu tự uống đi. Sao thế? Ồ đúng rồi, tôi cũng chưa nói. Cái này phải dùng cho món ăn. Ôi cậu, chúng tôi không nên tin cậu. Xong rồi, chúng ta đều bị cái cậu ngốc này lừa rồi. Hắn đang đùa giỡn với chúng ta mà. Lục lão, bây giờ có thể công bố kết quả thi đấu được chưa? Tôi công bố. Trận thi đấu thứ ba, nhà hàng Hoa Long thắng. Sư huynh, đây là kết quả của việc huynh chọn một người dễ thương. Thắng bại đã phân, tự mình hành động đi. Sư huynh hành động đi, tự chặt một cánh tay. Bố, sư phụ, Tưởng Quốc Hào, ông còn là đầu bếp trưởng trong nhà hàng trăm năm, sao lại không dám? Tự chặt một cánh tay, tự chặt một cánh tay. Sư huynh, còn đứng ngẩn ra làm gì? Chẳng lẽ muốn để tôi giúp huynh? Sư phụ Giang đã chấp nhận thách đấu thì phải chấp nhận thua cuộc. Đây là quy tắc trong giới đầu bếp. Được, tôi chịu thua, tôi tự mình làm. Đại Bảo, thầy Giang chưa phân thắng bại. Đừng vội mà. Tiêu Đại Bảo, thất bại hôm nay đều là vì cậu. Cậu còn dám nói thắng bại chưa phân? Tiêu Đại Bảo, đều là vì cậu. Nhà hàng Thanh Vân đều bị cậu hủy hoại. Bây giờ sư phụ phải vì cậu tự chặt một cánh tay. Nếu như cậu có lương tâm như vậy thì bây giờ thay sư phụ chịu một đao. Nói không sai, cậu tự chặt một cánh tay. Các người chắc chắn như vậy? Anh ta chắc chắn thắng rồi. Đó chính là canh gà tiên phẩm. Cậu lấy gì để so sánh với người ta? Canh gà tiên phẩm chẳng là cái gì cả. Cậu nói gì? Cậu dám xúc phạm canh của tôi? Ngông cuồng. Cậu là cậu nhóc không biết trời cao đất dày, lại dám sỉ nhục tiểu đầu bếp thần thánh. Canh gà tiên phẩm ngay trước mắt, cậu còn dám phỉ báng. Tôi thấy đó, Tiểu Bảo Tiêu chắc đã bị dọa sợ rồi. Đúng vậy, phân cân thác cốt thủ, bách điều chiếu phụ, mỗi thứ đều là chúng ta tận mắt chứng kiến. Xúc gà thần phẩm sao có thể giả? Phân cân thác cốt thủ. Các bạn đã từng thấy phân cân thác cốt thủ thực sự chưa? Phân cân thác cốt thủ thực sự là không rút xương gà ra, dùng nội lực chấn vỡ, dùng để ninh. Phải biết rằng, xương mới là tinh hoa,
Nói bậy. Phân cân thác cốt thủ, rõ ràng là sư phụ tôi Đường Long, đích thân dạy tôi. Anh đang muốn nói, anh giỏi hơn cả thần bếp phải không? Món gà hấp lá sen thần tiên này. Đường Long cũng chỉ học được 7 điểm. Đến lượt anh. Lại giảm giá trị đi. Học được chiêu không đầu không đuôi, phân cân thác cốt thủ. Và món bách điều triều phụng này. Thật táo bạo, một kẻ nhỏ bé tầm thường, lại dám vu khống thần bếp. Thật quá kiêu ngạo, nên bắt hắn quỳ xuống. Xin lỗi thần bếp. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tưởng Quốc Hào. Anh nói xem, anh nhìn anh, đã tìm được người nào? Không chỉ đầu óc không tốt, miệng còn nói bậy bạ. Thể diện của nhà hàng Thanh Vân đều bị các người làm mất hết rồi. Nếu tôi là anh, không cần chặt tay nữa, cứ cắt cổ đi cho xong. Đại Bảo, cậu đã làm đủ nhiều cho nhà hàng Thanh Vân của chúng ta rồi. Chuyện hôm nay không liên quan đến cậu. Cậu đi đi. Tất cả kết quả, tôi sẽ đảm nhận. Sư phụ Tưởng, đừng lo lắng. Mọi người hãy nhìn kỹ. Thế nào mới thực sự là bách điều triều phụ? Mở mang tầm mắt. Mở mang tầm mắt. Tôi đã làm trọng tài mấy chục năm. Hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt. Tôi hiểu rồi, cậu chính là... Các vị hãy nhìn cho kỹ. Thế nào mới là bách điều triều phụng thực sự? Mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt. Tôi làm trọng tài mấy chục năm. Hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt. Bách điều triều phụng. Đây mới thực sự là bách điều triều phụng. Không đúng. Đây là dạng tối thượng của bách điều triều phụng. Phượng Hoàng Nhất Lạc. Tôi hiểu rồi. Người có thể nấu canh giỏi hơn Đường Long, xưa nay chỉ có một người, đó chính là 3 năm trước, người huyền thoại đã biến mất. Thần bếp, tiêu luyện. Thần bếp, tiêu luyện. Thần bếp, tiêu luyện. Xong rồi, tôi lại dám đắc tội với thần bếp huyền thoại hơn cả Đường Long. Tiêu luyện. Tôi lại dám đắc tội với thần bếp. Tiêu luyện. Lẽ ra tôi nên nghĩ đến người có thể vận dụng nội lực đến mức đó. Chỉ có thể là thần bếp tiêu luyện. Còn ai nữa? Ta vừa mới đối đầu với thần bếp, còn may mắn trở thành kẻ bại dưới tay ông ấy. Đó thật sự là cơ hội hiếm có. Ta phải nắm bắt cơ hội này, trở thành đệ tử của thần bếp. Thần bếp đại nhân, tôi muốn. Thần bếp đại nhân, ngài thu nhận tôi làm đồ đệ đi. Tôi đã ngưỡng mộ ngài từ lâu lắm rồi. Hay thật đấy. Quỳ còn nhanh hơn tôi nữa. Qua đây. Thần bếp đại nhân, thu nhận tôi làm đồ đệ. Nhận tôi làm đồ đệ. Thần đầu bếp, tôi thông minh. Nhận tôi đi, tôi có thể làm việc. Đủ rồi. Tiêu luyện, cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao? Cậu chẳng qua chỉ là kẻ bại trận dưới tay sư phụ tôi, Đường Long mà thôi. Nói về kỹ năng nấu nướng, cậu hoàn toàn không bằng anh ấy. Nếu không phải năm đó anh Đường Long tấn công tôi, anh ta có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay không? Chỉ với cái kỹ thuật nấu nướng ba chân mèo của anh Đường Long, hợp hắn ta 100 năm cũng không ngồi được vào vị trí hôm nay. Vô lý, tôi đã nói với sư phụ tôi rồi, sư phụ tôi sẽ đến ngay. Vương Hải. Cả giới đầu bếp, ai mà không biết, sư phụ anh, Đường Long, lợi dụng danh nghĩa thần bếp, mới trở thành đầu bếp thần mới. Tôi khuyên anh đừng giúp kẻ ác. Ai dám nói đệ tử của tôi, Đường Long, giúp kẻ ác? Ai dám nói đệ tử của tôi, Đường Long, anh ấy là đầu bếp thần, Đường Long? Không ngờ đấy, hôm nay Tiêu Luyện và Đường Long, hai đại sư đều tụ hội tại đây. Giới đầu bếp sợ là sẽ thay đổi rồi. Đại Bảo, Đường Long đến vì cậu đấy. Phải cẩn thận nhé, sư phụ. Cuối cùng thầy cũng đến rồi, chính là Tiêu Luyện này. Cậu ta mạo danh tên họ của ngài, ngài mới là thần bếp thực sự. Tốt, quả không hổ là đồ đệ tốt của ta, Vương Hải. Nói về vai vế, ta là sư tổ của ngươi, nhưng ngươi và Đường Long phản bội sư môn. Thật là không biết xấu hổ. Tiêu Luyện, thời đại của ngươi đã qua rồi. Ngươi không còn xứng đáng làm thần bếp nữa. Hôm nay ta đến để thách đấu với ngươi. Tiêu Luyện, có dám nhận lời thách đấu của ta không? Hôm nay quyết phân cao thấp, cũng quyết định sống chết. Không ngờ rằng lại có thể đường đường chính chính đấu với ta.
sao không giở mấy trò đánh lén nữa? Tốt, ta chấp nhận thách đấu của ngươi. Gì cơ? Khu vực Vân, hai đầu bếp thần thánh sắp sửa cạch dao, trăm năm khó gặp một lần. Ông Lục, xin mời làm chứng thêm lần nữa. Ha 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 ha, được thôi, được chứng kiến cuộc đối đầu của hai thần bếp là vinh hạnh của lão phu, tôi xin tuyên bố. Đường Long, Tiêu Luyện, thách đấu đã hoàn thành, phong đao lôi, bắt đầu. Tốt, vì cả hai vị đều có danh hiệu thần bếp, hướng tới đỉnh cao của giới ẩm thực. Vậy cuộc đối đầu này, chúng ta không cần những quy tắc phức tạp. Cuộc thi này, không có điều kiện, các bạn mỗi người làm một món ăn, mọi người tại hiện trường làm giám khảo. Kết quả để mọi người đánh giá, tôi cũng không có ý kiến. Nếu đã vậy, hai người bắt đầu đi. Tiêu Luyện, cậu vẫn ngây thơ như 3 năm trước. Lúc đầu khi tôi giết cậu không tìm thấy xác, lúc đó tôi biết nhất định cậu sẽ quay lại. Vì vậy 3 năm qua tôi luôn tìm kiếm nguyên liệu hàng đầu. Vì chính giây phút này, không ngờ à, cậu quả nhiên tự đưa mình vào lưới rồi. Mùi gì vậy? Thơm quá. Thơm, có thể gọi là cực phẩm nhân gian cũng không quá lời. Hơn nữa còn không chỉ một loại hương, nhiều nguyên liệu quý giá đặt cùng nhau để nấu. Thật khó tưởng tượng, nồi canh này rốt cuộc ngon đến mức nào. Bố, Đường Long đến có chuẩn bị. Đại bảo phải làm sao mới có thể thắng cậu ấy, tôi thấy rất khó. E rằng thua chắc rồi. Ha ha ha, nghe thấy chưa? Tiêu Luyện, cậu thua chắc rồi. Trời ơi, đây vẫn là súp sao. Thật ngon lành, quả thực là mỹ vị nhân gian. Trời ơi, tôi chưa bao giờ uống món canh ngon như thế này. Tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Nhìn màu sắc, hương vị đều đạt đến đỉnh cao. Đại bảo lần này, cậu sẽ đối phó thế nào đây? Tiêu Luyện, cậu nhận thua đi, cậu vẫn chưa hiểu rõ tôi đâu. Tôi, Đường Long, chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Nguyên liệu của tôi đều là tuyệt phẩm thế gian. Nguyên liệu của cậu chỉ là những lá rau hỏng. Bất kể cậu làm gì, cậu cũng không thể thắng tôi. A a ha ha. Cực phẩm của thế gian. Thưa ông. Đói. Tôi đói quá. Phải làm sao đây? Vừa mới qua lễ, hôm nay vừa khai trương. Trong bếp có vài món dễ làm. Đói. Được rồi, tôi sẽ làm cho anh. Nào, uống nhanh đi. Từ từ thôi. Tôi hiểu rồi. Anh ấy đang làm gì vậy? Thầy ơi! Người nói anh ta lấy những lá rau hỏng và những thứ rách nát đó để làm gì chứ? Dù sao cũng không thể hơn ta, tuyệt phẩm Phật nhảy tường trên thế gian này. Ông Tiêu, đây là món ăn của ông. Đúng vậy, canh ngọc trai bạch ngọc. Chẳng qua chỉ là nước nấu từ vài lá rau hỏng. Tiêu Liên, ngươi tự xưng là thần bếp, mà lại cho người ta uống thứ rác rưởi này. Đại bảo, món canh này trông cũng bình thường thôi. Vị cũng rất bình thường, anh chắc chắn sử dụng nó để so sánh với Phật nhảy tường thượng hạng của Đường Long không? Đúng vậy. Tốt, anh đã quyết định rồi, tôi sẽ bắt đầu trước. Ngon tuyệt vời. Ngon quá.
Thật sao? Tôi cũng thử một chút. Sao vậy? Sao có thể có món canh ngon như vậy? Thật kỳ diệu. Đại bảo, món canh của cậu như có ma lực vậy. Tất cả điều này, tất cả đều vì cô, tôi. Đủ rồi. Các người từng người một đều giả ngây. Đừng mong tôi, có phải đang cần cậu. Uống rồi sẽ biết, đừng nghĩ lừa tôi. Hương vị này, hương vị này. Làm sao cậu có thể làm ra được, bằng cả tấm lòng, không thể nào. Phật nhảy tường tuyệt phẩm của tôi, sao có thể thua bát canh thức ăn thừa này? Không. Tôi hoàn toàn thua rồi. Tự mình kết thúc đi. Hóa ra chân lý của nghệ thuật nấu ăn là một trái tim chân thành đối với ẩm thực. Cuối cùng tôi đã tìm ra ý nghĩa tối thượng của ẩm thực. Tôi, thần bếp, đã trở lại.